Hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đặc biệt chứng khoán lại tiếp tục là bình đây thì hôm nay là ngày 8 tháng 8 một ngày rất là đẹp năm 2023 đó một ngày con số mình nghĩ là quá tốt đó. thì ngày hôm nay mình tiếp tục là chia sẻ cho các bạn và các anh chị về cái cổ phiếu là 14 thì chúng ta nhìn về tổng quan một tí thì các bạn và các anh chị thấy là cái cổ phiếu này thì cũng đang có những cái sự dao động và những cái sự tích lũy cũng khá là mạnh rồi đúng không? thì chúng ta thấy là về thị trường cơ bản thì có những cái cổ phiếu cũng đã tăng hết rồi thì riêng chỉ có cái cổ phiếu này vẫn chưa tăng thôi Đó, thì chúng ta thấy là như vậy thì chúng ta thấy là có cơ hội chưa và thật sự hấp dẫn chưa Đó, thì để trước khi đi vào cái phân tích cụ thể hơn thì các bạn và các anh chị cho mình một cái like một cái xe và cũng như là có thể là thả cho mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận nha các anh chị bạn cái phần uh, dưới comment video thì uh, không mất thời gian của anh chị và các bạn nữa thì chúng ta cùng đi vào để chúng ta chuẩn bị cho cái tình huống vào phiên vào phiên ha thì các bạn và các anh chị thấy là gần như nó là một cái dao động tích lũy rồi và có một cái điều rất là hay ho nữa là chúng ta thấy là về đây thì cổ phiếu nó cũng đã bắt đầu gần như những cái vùng kháng cự này mình nghĩ là nó cũng không còn quá mạnh nữa rồi đó những cái vùng kháng cự 48 này nó cũng gần như là đi qua và chúng ta thấy là hiện tại à, cũng đang gặp những cái khó khăn thôi khó khăn về cái vùng biên giao động như thế này và mình nghĩ là nó đã cũng tạo ra được à, sắp tạo ra được những sự hội tụ về cái cổ phiếu này rồi thì cho nên là mình nghĩ là về mặt à, ngắn hạn thì chúng ta sẽ xem những cái sự rung lắc của cái cổ phiếu này à, để chúng ta tham gia vào đó thì về cơ bản thì các bạn mà các chị thấy là nếu giả sử như ở những cái biên này của L14 nếu có những cái điều chỉnh về một tí thì mình nghĩ là tầm ở cái vùng đây nó có những cái vùng hỗ trợ tầm ở 44 đúng không những cái vùng hỗ trợ về đây 44 nè thì mình nghĩ là nó mà có chỉnh về lại những cái biên tầm dưới đây một tí thì mình nghĩ là nó vẫn là biên tích lũy thì cổ phiếu này khi mà chúng ta đã dao động về biên tích lũy rồi thì về tương đối cơ bản thì chúng ta có thể gom mình nghĩ là đây là những cái vùng biên mà cho các anh chị và các bạn gom về cổ phiếu l 14 này đó mình nghĩ là nếu giả sử như có những cái sự rung lắc trở lại và những cái sự giao động trở lại tích lũy trở lại thì mình nghĩ là đây là cái vùng gom và khi đã gom rồi mình nghĩ là trong những cái đoạn này nó chưa hội tụ đầy đủ thì trong cái đoạn này thì mình bắt đầu thấy là cái cơ hội về cổ phiếu này đã, đã hội tụ đầy đủ rồi thì cho nên là cái cơ hội sắp tới mình nghĩ là nó sẽ có những cái sự bứt phá và khi mà chuyển đổi qua một cái xu hướng nữa đúng không? thì bạn thấy là sắp sắp là nó đang dao động và chuyển đổi một cái xu hướng về mặt ngắn hạn nữa thì chúng ta thấy là nó sẽ đi qua một cái vùng giao dịch mới và xu hướng chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đổi và để là xu hướng chuyển đổi thì cái cơ hội bức bứt phá của L14 là rất tốt thì cho nên là mình thấy là về mặt ngắn hạn các bạn thấy không ở đây là một cái dao động bứt phá rồi bứt phá về mặt ngắn hạn rồi thì cho nên mình nghĩ là những cái điều chỉnh mình nghĩ là tầm ở dưới cái vùng 47 này tầm dưới từ 47 trở xuống 44 thì cái biên dao động 44 47 là là cái vùng mình gom với cổ phiếu L14 này và cái mục tiêu mà mình nghĩ là các bạn thấy là khi mà là 14 này các bạn thấy là ở đây các bạn sẽ khó nhìn nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy ở đây sẽ thấy được là khi mà bứt phá qua được những cái vùng mây này ha thì nó sẽ chuyển đổi về xu hướng về mặt tuần luôn. Thì lúc đó các bạn thấy là cái cơ hội đi về những cái vùng kháng cự của nó rất là xa. Đó, mình nghĩ là đây là những con số mà chúng ta thấy được ở trên về mặt đồ thị. Đó, về mặt đồ thị ha. Chúng ta thấy được những con số và 218 này. Đó, của 14 thì chúng ta hãy là cái cơ hội đi về uh, phía trên rất lớn thì mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu mà khi mà tăng không tăng thì thôi nếu giả sử nó mà tăng là tăng rất nóng tăng rất sốc ha thì cho nên là mình nghĩ là đây là những cái vùng mà các bạn có thể là chịu đựng và gom uh, với cổ phiếu này mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu mà nằm nằm vùng nha. nằm vùng phải tương đối tương đối là khi mà bạn chịu đựng được đó thì cái thành quả các bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công với cổ phiếu L14 này. Đó. Rồi, à, đây là những cái góc nhìn và những cái góc chia sẻ của mình à, về cổ phiếu L14. Mình nghĩ là đây là một cổ phiếu mà cho các bạn và anh chị có thể là vào nằm vùng và bắt đầu là nằm chờ sung rụng được rồi. Đó, các bạn thấy hay thì các bạn có thể chia sẻ. Chia sẻ cái video này giúp mình và cũng như là like cũng như là thả một cái quả tim dưới video này giúp mình nha. Và và đặc biệt hơn thì nếu như các anh chị và bạn thấy những cái chia sẻ của mình hay thì mình các bạn có thể mời mình một ly cà phê sáng nha rồi cảm ơn các bạn anh chị rất nhiều nha bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào lúc 10 giờ 20 sáng để chúng ta cùng đi vào những cái buổi livestream ok bye bye và hẹn gặp lại mọi người nhé